Dạ Mẫn mến chào quý cô chú anh chị, chào cả nhà thân yêu nha. Lại là Mẫn đây. Video hôm nay sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu ạ. Con rắn nha cả nhà. Nguyên một con rắn nước luôn nè. Có ai sợ rắn không nè? Nhìn hàm răng nó thì hơi. Để cái con miệng nó kìa. Và Mẫn đã cố gắng hết sức có thể. Và thật sự Mẫn thấy bực mình lắm luôn đó nha. Nhưng đến cuối cùng thì vẫn kéo được em nó ra. Tiếc xíu là Mẫn lại làm sảy một con cá lóc to đùng luôn. Làm sạch sẽ, ra vườn á, hái rau tập tàng. Bây giờ cả nhà cùng Mẫn nấu bữa cơm tối nha. Gió thổi cực kỳ mát luôn nha cả nhà. Giờ vẫn đi thăm mấy cái lợn. Cảnh này quá chừng đẹp luôn, quá chừng chiêu luôn, quá chừng là dễ thương. Ngồi trồng khoai ngọt với bí. Quá nhiều khoai ngọt luôn nè. Cái gì bí này 11 phải trái dữ lắm luôn nè. Bí tròn nha cả nhà, bí tròn bự cực kỳ luôn á. Hy vọng là có cá. Đây trước đây cả nhà, cái mương này là cực kỳ lý tưởng luôn á, nhưng mà Mẫn nghĩ là đặt cái giống nhỏ được nè. Ô trời, giật mình, không sao, hết hồn mà. Con rắn nha cả nhà, nguyên một con rắn nước luôn nè. Để xíu mình bắt cho cả nhà coi sao nha. Con rắn nước này thì không sao đâu. Rắn nước này thì nghĩ sao đi vô con rắn nước trong đây vậy trời. Hay nha. Không có cá lóc. Đã có cá lóc rồi nó nhảy nè. Con cá bóng tượng nè. Ngon lành cành đào luôn. Đã. Im nha. Hai cái này có lý nè. Cá bóng tượng này á mình đem về nha cả nhà. Hái dao nấu tô canh được nè. Còn thôi thì kho tóc mỡ. Tình chứ trời, đút đầu vô đây chi vậy ta? Con này thiệt tình nè. Rồi xong rồi. Bye.
tốt rồi nè. Bụi á thì tốt dữ dằn, mà bụi thì xấu dữ dằn luôn. Dưới trơn vậy trời, đồ quyên con cá lóc luôn nha cả nhà. Đó, cũng bận khoái nghe tiếng gì nè. Dỡ cá lên. Dỡ cá lên. Trời ơi, bị đứt rồi. Coi như phóng thanh con cá. Bây giờ mình có cái gì thì mình làm cái gì thì mình làm cái đó ăn nha cả nhà. Tự nhiên đút cái đầu vô làm chi vậy trời, không biết nói gì sao luôn á. Bên đây nè, bên đây là cái đường này chặt, mà chặt kiểu này cũng không ổn rồi, nó không có bám. Cái này vô con cá bự bự mà nó chịu tung là nó vụt hết trơn à. Với tay mẩn thì còn hơi gì gỡ hơi vậy đó, rồi cái này nó chắc hơn cái kia. Bu bu quá trời quá đất luôn á. Ok, còn nó bị cái con cơ miệng đó kìa. Sao rút được hai tay vô ta? Trời ơi, nó phùng cổ kìa. Ói rồi. Ra 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 ra. 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 Rớt cái đuôi trong đây nữa này. Thích quá. Trời. Cái miệng này nó nhỏ quá nha cả nhà. Coi nè. Không thể nào hoặc hai tay vô được luôn. Nè, bây giờ vẫn cho nó ý cái đi. Cho nó nới ra xíu đi. Cho nó tự nới đi. Thank you.
ổn không ta? Rồi 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 rồi. Cùng mình cũng bắt được nó rồi nè. Quá trời quá đất luôn. Hư quá. Ở đây con cá bóng. Cá bóng này. Đây. Cá bóng này, cá bóng tượng này bự như vậy nha. Gì cái con này nó lì dữ vậy ta? Dính thì dính cho rồi đi. Bự luôn. Quá chừng bự luôn. Ây da. Rồi tự nhiên cái xảy một con cá lóc này nha cả nhà. Cái con cá lóc hồi nãy là mẫn tuyết vô cùng luôn á, nhưng mà xảy rồi. Bây giờ thì với mấy mà cái này là mình đem về mình nấu đồ ăn nữa nha. Quá chừng đã luôn. Thấy mê quá. Cho bỏ vô. Mà nó phùng mang ra nè. Xong em vẫn con gặp về nha cả nhà, trễ rồi đó. Người chắc gom hai lần. Cái này buồn quá, xảy con cá lóc mất tiêu rồi.